Thoại Mỹ đau đớn nhận tin buồn dồn dập khi một người đồng nghiệp nữa qua đời. Mới đây Thoại Mỹ đăng tải bài viết bày tỏ xót xa khi gần đây cô liên tục nhận tin buồn. Vài ngày trước làng Cải Lương đã mất đi những nghệ sĩ gọng cội là nghệ sĩ nhân dân Diệp La, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Giờ tiếp tục đến nghệ sĩ Cải Lương Tiến Dũng. Quá nhiều tin buồn dồn dập. Mỹ không biết nói gì hơn. Anh cũng đã đau và mệt lắm rồi. Anh đi về nơi bình yên nhé, anh Dũng ơi. Xin chia buồn cùng anh và gia đình. Nghệ sĩ Thoại Mỹ chia sẻ. Được biết, nghệ sĩ Tiến Dũng mất vào 9 giờ 30 sáng ngày 16 tháng 3 tại Bệnh viện Quốc tế Nam Sài Gòn. Trước khi qua đời, ông từng mắc căn bệnh tiểu đường nhiều năm. Sau này khi bệnh biến chứng, nam nghệ sĩ đi lại khó khăn, cuối đời phải cưa một bàn chân vì hoại tử. Nghệ sĩ Tiến Dũng sinh năm 1959 tại Bến Tre. Ông theo nghề hát từ năm 16 tuổi, bắt đầu từ công việc hậu đài sân khấu. Đến năm 18 tuổi, ông có vai diễn đầu tiên trong vở Thoại Khanh, Châu Tuấn, ở đoàn Trúc Giang của soạn giả Nam Sơn. Trong trạng đường nghệ thuật, nam nghệ sĩ tham gia nhiều đoàn hát như đoàn Trùng Dương, Vũng Tàu, đoàn Cải Lương An Giang, Khánh Hồng, đoàn Hồng Nhung. Nghệ sĩ Tiến Dũng gây ấn tượng với khán giả qua các vở diễn như Sám Hối, Thành phố Buổi Bình Minh, Sống trong lòng địch, Hoa Đồng Cỏ Nội, Lối Về, vân vân.